Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể về hành trình trị thâm của mình. Cách đây 2 tuần thì mình có công việc khá là bận và mình phải thức đến tận 2-3 giờ sáng để giải quyết công việc. Sau đó thì da mình bị nổi mụn lên, đặc biệt là mụn ẩn. Nhất là ở vùng góc hàm này mình bị nổi mụn ẩn chi chít luôn. Mình đã phải đi lấy nhân mụn và da của mình để lại rất là nhiều vết thâm. Và các bạn cũng biết là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là chúng ta đến lịch Tết Nguyên Đán. Tất nhiên là mình không muốn để gương mặt của mình rất nhiều vết thâm như vậy để về quê ăn Tết. Và sau đó mình đã suy nghĩ là bây giờ mình phải làm gì để mà da mình hết thâm nhanh nhất. Thì mình đã quyết định peel da cộng thêm một cái sản phẩm giúp cấp ẩm phục hồi và làm sáng da nhanh, đó là niacinamide 20%. Và thật sự thì chai niacinamide 20% này đã làm thay đổi làn da của mình một cách ngoạn mục. Các bạn cũng thấy là chỉ sau hơn 2 tuần thì da mình đã cải thiện rất là đáng kể. Hầu như cái vấn đề vết thâm trên da mình không còn nữa. Mình sẽ để hình da mình cách đây 2 tuần bị vết thâm cho các bạn xem ở đây nha. Nó rất là kinh khủng. Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và mình biết rằng có rất là nhiều bạn vừa mới đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên, thì mình rất là mong các bạn có thể subscribe cho kênh YouTube của mình. Vì hàng ngày thì mình đều quay trở lại đây với một video mới giúp cho các bạn chăm sóc da của mình được tốt hơn. Các bạn nhớ nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn không bị bỏ lỡ nha. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay về tình trạng thâm mụn của mình, thì mình đã làm gì để mà giải quyết cái tình trạng thâm mụn này nhanh chóng? Mình tin rằng là cũng có rất là nhiều bạn đang gặp vấn đề về thâm mụn và chúng ta đang mong muốn giải quyết tình trạng này. Video này mình sẽ vừa review về niacinamide 20% của nhà Paula Choi. Mình vừa kể về quá trình trị thâm của mình để các bạn có thể ứng dụng cái chai này trong quá trình chăm sóc da một cách tốt nhất. Nói về niacinamide một xíu thì gần đây niacinamide là một cái thành phần khá là trendy. Nhà nhà người người sử dụng niacinamide và nó được ca ngợi như là một cái thành phần vàng trong chăm sóc da. Thực ra thì điều này cũng đúng bởi vì niacinamide nó có rất là nhiều công dụng. Niacinamide là một dạng dẫn xuất của vitamin B3 tan được ở trong nước và nó có 4 công dụng chính. Công dụng đầu tiên đó là điều tiết bã nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông. Công dụng thứ hai là giảm viêm, kháng viêm, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Công dụng thứ ba là giúp cho da của chúng ta tăng sinh ceramide để cấp ẩm và phục hồi cho làn da, phù hợp với những bạn mà da nhạy cảm, da yếu. Công dụng thứ tư là làm sáng và điều màu da. Khi mà chúng ta điểm qua công dụng của niacinamide thì các bạn cũng thấy được là hầu như niacinamide cân tất cả những cái công dụng ở trong chăm sóc da. Vì vậy niacinamide được ưu ái thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên một số bạn thì lại bị dị ứng với niacinamide hoặc các bạn sử dụng thì sẽ không thấy được hiệu quả. Trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta dùng niacinamide như thế nào. Quay trở lại với câu chuyện của mình ở đầu video, mình đã kể về việc là da mình bị thâm. Sau đó mình quyết định là peel da và dùng cái chai niacinamide 20%. Peel da là một cái thủ thuật mà các bạn dùng những cái sản phẩm có nồng độ cao của những cái hoạt chất để mà bôi lên da, giúp cho da của chúng ta bong tróc cái lớp thượng bì ra và giúp da sáng và điều màu hơn. Thông thường sau khi peel thì da của mình khá là nhạy cảm và mình sẽ không sử dụng được những cái sản phẩm treatment. Nhưng mà chai niacinamide này thì nó không hề kích ứng mà lại giúp cho da của mình mờ thâm rất là nhanh. Trên tay mình hiện tại là chai niacinamide 20% của nhà Paula Choi. Thì chai này là chai treatment. Paula Choi là một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng ở Mỹ rồi và được sáng tạo ra bởi cô Paula Choi Bengun. Ngày xưa thì cô này cũng có rất là nhiều vấn đề về da như là viêm da cơ địa, bị mụn. Và cô thấy trên thị trường không có những cái sản phẩm có thể điều trị vấn đề da của cô. Sau đó thì cô đã sáng lập ra nhãn hàng Paula Choi này. Và sản phẩm niacinamide này là một cái sản phẩm vừa mới ra đời của hãng Paula Choi và nó liên tục nằm trong những sản phẩm best seller. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái chai này nha. Thiết kế của nó là chai thủy tinh màu tím rất là tinh tế và mình cực kỳ yêu cái chai này luôn, nhìn nó rất là đẹp ấy các bạn. Ở trên bao bì của Paula Choi cũng khá đơn giản, chỉ ghi là 20% niacinamide cộng thêm đó là cách sử dụng một cách đơn giản. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái kết cấu của niacinamide. Mình tin rằng điều này có rất là nhiều bạn quan tâm bởi vì khi mà mua những cái sản phẩm mình serum thì các bạn sẽ sợ bị bé chín, bị bít tắc ở trên da. Thì đây là kết cấu của niacinamide 20%, nó khá là lỏng và nó sẽ hơi dầu nha các bạn. Đây mình sẽ bôi lên da mình cho các bạn xem. Nó hơi dầu nên khi mà các bạn bôi xong thì nó sẽ có một cái lớp finish là hơi bóng nhẹ, giúp cho da của các bạn cảm thấy nó rất là glowy. Có nghĩa là sau một đêm mình sử dụng thì mình cảm giác như là da mình nó căng tràn sức sống và nó bừng sáng hơn. Tuy là ở dạng dầu nhưng mà nó thấm rất là nhanh và không hề để lại cái cảm giác nhờn rít ở trên da. Chỉ sau 2 tuần mình sử dụng chai niacinamide 20% này thì mình gần như đã bị thuyết phục bởi cái chai niacinamide này. Vậy thì sản phẩm này nó phù hợp với những bạn như thế nào? Với thành phần niacinamide 20% thì nó sẽ phù hợp với những bạn. Một là đang có vấn đề về thâm mụn như là thâm đỏ, thâm đen. Thứ hai đó là da của các bạn tiết nhiều dầu và có lỗ chân lông to. Trường hợp thứ ba là da của các bạn đang có vấn đề về sạm nám, da sần sùi thì chai niacinamide 20% này sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó cho da của các bạn.
Tất nhiên là những bạn không có vấn đề gì trên da mà muốn sử dụng niacinamide 20% để dưỡng á, thì cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên thì chai niacinamide này nó có giá thành khá là đắt đỏ, với dung tích chỉ 20ml nhưng mà nó có giá đến tận gần 2 triệu đồng. Vậy thì nó có đáng mua hay không? Theo quan điểm của cá nhân mình, sau khi sử dụng 2 tuần thì mình nghĩ đây là một sản phẩm đáng mua, rất là đáng tiền bởi vì hiệu quả rõ rệt để trên da. Các bạn tưởng tượng là sau khi bôi cái chai niacinamide này trong một đêm thôi thì da mình nó đã sáng bừng lên và cảm giác như là da nó khỏe mạnh hơn, và sau một tuần thì những cái vết thâm nó mờ đi rõ rệt, và mình đánh giá rất cao hiệu quả làm mờ thâm và căng bóng da của chai niacinamide 20% này. Có một điều đặc biệt từ chai niacinamide 20% của nhà Paula Choi này mà mình muốn tiết lộ cho các bạn, đó là khả năng gây kích ứng cực kỳ thấp. Thông thường mà mình sử dụng những cái sản phẩm niacinamide từ 10% thì mình đã cảm thấy là da mình nó hơi ngứa và nó châm chích ở trên da. Tuy nhiên thì đợt này sau khi mà mình peel da xong, sau khoảng một ngày thì mình đã sử dụng niacinamide 20%, nhưng mình không hề có cảm giác là nó châm chích hay ngứa hay rát gì xảy ra cả, cực kỳ êm dịu, và mình có cảm giác như chai niacinamide này nó còn làm dịu da và làm giảm những cái mẩn đỏ do peel da. Nếu các bạn có điều kiện để đầu tư thì hãy đầu tư ngay một chai niacinamide 20% của Paula Choi. Mình tin rằng các bạn sẽ không bị thất vọng khi mà mua chai niacinamide này. Tuy nhiên, lời cảnh báo cho những bạn chưa có kinh tế thì chúng ta không nên đổ dồn vào một sản phẩm nào đó. Có thể 2 triệu đồng này các bạn có thể mua 4 đến 5 sản phẩm bình dân thì da của các bạn vẫn có thể cải thiện được. Còn nếu các bạn chỉ tập trung vào một chai niacinamide nhưng mà chúng ta không có những bước khác trong chu trình chăm sóc da, ví dụ như là tẩy trang, sữa rửa mặt, chống nắng, thì da của các bạn cũng không thể cải thiện được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sử dụng chai niacinamide 20% này như thế nào cho hiệu quả. Thật ra niacinamide rất là dễ sử dụng, các bạn có thể sử dụng 2 lần trên một ngày, buổi sáng và buổi tối. Tuy là nó ở dạng treatment nhưng mà nó không gây châm chích nên các bạn cứ yên tâm để sử dụng. Vào buổi sáng sau khi các bạn đã làm sạch mặt thì chúng ta sẽ apply tiếp một bước là niacinamide 20%, sau đó đến kem dưỡng ẩm và cuối cùng là kem chống nắng. Còn buổi tối thì các bạn có thể áp dụng theo chu trình, đó là sau khi làm sạch da thì các bạn bôi niacinamide 20%. Nếu các bạn đang có vấn đề về thâm mụn, lỗ chân lông to, các vấn đề về lão hóa thì các bạn có thể bổ sung vào chu trình skincare một sản phẩm nữa, đó là retinoid. Cuối cùng đó là dưỡng ẩm. Thì như vậy bạn đã có một chu trình gần như hoàn hảo để giải quyết hầu hết những vấn đề ở trên da, nào là thâm mụn, lão hóa, lỗ chân lông to, nếp nhăn. Và mình hy vọng qua video này thì các bạn có thể có những cái quyết định đúng đắn khi mua chai niacinamide 20%. Đồng thời thì có những gợi ý để các bạn có thể set up thêm chu trình skincare dành cho những bạn mà đang có vấn đề về da. Và mình biết rằng dù các bạn xem video này nhưng vẫn còn rất là nhiều thắc mắc trong vấn đề chăm sóc da thì các bạn có thể xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại!